Xin chào tất cả các anh chị em đam mê câu cá, các bạn, các bác, các chú, các em đam mê câu cá. Lâu rồi mình không đăng các video về hướng dẫn câu cá cho anh em ở bộ môn câu tay, câu câu đài ấy, câu lục, câu lăng xê. Thì hôm nay ngồi rảnh rảnh thì mình lại giới thiệu một vài phụ kiện và cách anh em ráp một đường câu đài cơ bản một cách chuyên nghiệp nhá, từ cơ bản nhất cho đến chuyên nghiệp nhất, từ những người mới tập câu, các anh em mới tập câu cho đến những anh em đã câu chuyên nghiệp. Thì một ráp một đường cơ bản của câu đài này thì ai cũng cần phải để ý đến, đều phải tìm hiểu. Nếu các bạn muốn chuyên sâu về bộ môn câu đài câu tay ấy, để thành thạo và câu có hiệu quả, thì thứ nhất là mình nói sơ qua với anh em một vài phụ kiện mà các anh em cần đấy, phục vụ cho câu đài. Cơ bản nhất là các bạn nhìn thấy đây, khóa khóa này gồm có móc xoay và khóa số 8, hay còn anh em ở miền Nam hay gọi là khóa ma lý đấy. Bên ngoài miền Bắc thì hay gọi là khóa xoay đấy, khóa số 8 có móc xoay, vòng cao su và khóa số 8, khóa số 8 mở các bạn nhé. Khóa số 8 mở có một, đây các bạn nhìn này, đây là khóa số 8 mở nhá. Mình lên nét cho các bạn nhìn rõ hơn này. Đây các bạn quan sát sát cận cảnh nha, để mình lấy nét cho cái này khó, máy mình lấy nét kém, để hẳn ra đây các bạn nhìn nó dễ này. Đây các bạn nhìn thấy chưa, đây là khóa số 8 mở này, một đầu trên của nó là đầu kín này, đầu dưới này là cái móc, các bạn nhìn chưa, người ta làm mở như này để móc cái vòng cao su vào. Còn đây là vòng cao su giảm sốc giảm giật các bạn nhé. Còn đây này, khóa khóa móc có khóa số 8 hay gọi ma lý, thuộc câu tay cũng được. Đây là thanh quân chì, thanh này thì bằng nhựa các bạn nhé, thanh quân chì bằng nhựa. Chì lá, chì lá thì nếu mà câu tay các anh em nên sử dụng chì lá đấy, nếu mà câu đài ấy. Còn nếu mà câu sông đấy, hay câu suối anh em có thể dùng chì viên, chì xuyên tâm ấy, đấy, thì nó phù hợp hơn vì nước nó chảy đấy. Còn anh em câu trong hồ thì nên sử dụng chì lá vì khi cân nước nó dễ hơn. Hạt chặn thì mình khuyến cáo anh em lấy hạt chặn dài nhé, đừng lấy hạt chặn tròn vì hạt chặn dài độ bám chắc hơn là hạt chặn tròn. Ở đây này, đây là thanh con chì bằng nhựa này. Còn cái thanh cuối cùng đây này, một phụ kiện chắc nhiều anh em cũng dùng mà cũng nhiều anh em mà chưa biết đến, đây là thanh, đây này, thanh quấn chì kết hợp với lại khóa số 8 này đấy, và một móc ở dưới, móc mở giống như cái khoen số 8 này, này giống như khoen số 8 này, nhưng điều đặc biệt ở đây là cái thanh cuốn chì này bằng thép, và trong này là có cái lò xo luôn, giảm sóc giảm giật luôn cho các bạn. Đây mình kéo cho anh em xem nhé, đây này các bạn nhìn này, đây này các bạn nhìn thấy chưa, các bạn nhìn thấy mình kéo nó ra chưa, đây đấy, nó ra cái kết cấu một dạng lò xo đấy, giảm sóc giảm giật. Thì khi anh em móc cái lò xo giảm giật ở đây thì cái đường câu này nó sẽ có hai cái giảm giật, thứ nhất ở cái vòng cao su này móc vào này, thứ hai là ở trực tiếp trên thanh quân chì này nó còn một cái giảm giật nữa đấy, các bạn nhìn thấy chưa. Đấy là một vài phụ kiện cơ bản phục vụ cho anh em câu đài nhé.
Còn những cái khác như là phao, cước, trục, thẻo, lưỡi câu thì mình không nói nữa, cái đấy anh em tự tìm hiểu vì nó rất đơn giản rồi. Mình chỉ giới thiệu một vài cái mà anh em câu đài mới tập câu đài này đấy, chưa biết, hoặc là anh em câu đài chuyên nghiệp có thể nhiều anh em cũng chưa lưu ý đến một vài phụ kiện như này. Thì là đấy là một vài phụ kiện nhé. Thế bây giờ chúng ta đi vào một đường câu đài cơ bản luôn. Đây anh em nhìn này, mình sẽ cho anh em nhìn luôn. Đây là ba đường câu đài cơ bản mình đã ráp vào. Đấy. Đường câu đài đầu tiên là đường phổ thông nhất mà anh em hay sử dụng nhất. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đường thứ hai đây, đấy, cũng anh em cũng hay dùng. Và đây đường câu đài thứ ba. Đây mình để đây cho anh em nhìn vì cái này mình cuốn chì rồi. À, mình để đây cho anh em nhìn đấy nhé. Đây anh em sẽ nhìn đây, ba đường câu đài này thì chúng ta sử dụng như nào. Thông thường thì một đường câu đài cơ bản sẽ có thẻo câu này, đấy, dây trục này. Thì trên dây trục chúng ta lắp hạt chặn, là hạt chặn như này nha. Đây là cái thẻo câu đài đầu tiên, thẻo câu cơ bản nhất thì mình lắp hạt chặn này đấy, để chúng ta lắp phao này, phao đài đây. Tiếp theo ở phía dưới gần với lại khóa móc xoay đấy, chúng ta như mình là mình để một hạt chặn đây đấy, và cuốn chì luôn ở đây đấy, sau đó mới nắp đến gì dây thẻo đây, chỉ cần một khóa như này xong đấy. Nhưng mà với cái đường câu cơ bản này thì các bạn câu cá to thì nó gần như không có sự giảm giật đấy, không có giảm sốc giảm giật đâu các bạn nhé. Thế nên các bạn câu với đường này là đường phổ thông nhất, anh em nào cũng biết làm đấy, cũng biết làm và biết thực hiện câu luôn. Tuy nhiên dòng cá to thì anh em phải dòng rất là khéo, gặp cá quá to là mình không có chế độ co giãn của dây cao su này, không có giảm giật thì lực tải và cần rất lớn, thì anh em mà dòng kém thì có thể là lổ lổ trục hoặc lổ linh. Thông thường thì linh anh em dùng cước thì nó sẽ lổ linh. Đấy, còn ở đây mình dùng dù. Nguyên nhân mình dùng dù thì các bạn biết rồi, là câu cái rô phi to loại tầm 7-8 nặng đổ lên thì răng nó sắc. Thì khi mình câu cái đấy nhiều thì nó tưa dây này, giật được 3-4 con mà cỡ độ cầm cân nó tưa hết cái dây cước là nó sẽ đứt. Dây dù này nó còn tưa nữa cơ mà. Thì mình dùng dù nhá, mình dù 1.0. Trục thì anh em dùng tùy. Đấy, cước to cước nhỏ tùy anh em, do cá to hay cá lớn. Đấy, còn sang đường câu thứ hai đây, đường câu thứ hai thì mình buộc như nào, cũng hạt chặn ở phía trên để nắp phao đài này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, sau đó đến phía dưới là một thanh cuốn chì bằng nhựa này, chúng ta cũng lắp 1 đến 2 hạt chặn để giữ đây. Đấy, khỏi nó cái thanh chì này nó sẽ bị trôi lên trôi xuống. Đấy, thì thanh cuốn chì này chúng ta sẽ cuốn chì lá. Trong phía dưới chúng ta buộc một khóa móc đây các bạn nhìn này. Các bạn nhìn rõ chưa? Khóa móc số 8 nhưng mà khóa mở. Đấy. Một vòng cao su. Đây. Chúng ta lắp vòng cao su này vào, lắp vào thẻo câu, chúng ta chỉ việc móc vào khóa số 8 mở này là chúng ta có một đường câu cơ bản rồi, các bạn nhìn chưa? Đấy. Đấy, còn sang cái đường câu thứ ba là mình lắp như thế nào? Cũng đầu tiên là hạt chặn, lắp phao đài các bạn nhìn chưa? Tiếp theo là một thanh, các bạn nhìn này, một thanh cuốn chì kết hợp với lại giảm đây, thanh giảm sóc đây. Một thanh
Đây, một thanh quân chì có giảm xóc luôn. Đấy. Sau đó mới đến móc vòng cao su. Đây. Đấy, thì chúng ta lắp vòng cao su với lại thẻo xuống dưới. Thì ở cái ưu điểm của cái thẻo câu thứ ba này là lực cá nó kéo thì sẽ có vòng cao su giảm lực này. Đấy, một thanh quân chì giảm lực lần thứ hai, vậy là có hai lần giảm giảm xóc giảm lực khiến cá nó giật, giảm lực giật các bạn nhé. Thì ở ba cái này thì mình thấy nếu mà giảm lực tốt nhất là ở cái đường thẻo câu thứ ba này. Đấy, các bạn nhìn chưa, ở đường thẻo câu thứ ba này là mức giảm lực cá giật là cao nhất, giảm giật cao nhất. Sau đó đến gì, đến thẻo câu thứ hai này, thẻo câu thứ hai nó giảm lực ở giảm giật ở vòng cao su này. Ngoài ra thì anh em còn có thể giảm giật ở ngọn cần bằng cách lắp một vòng cao su khác ở ngọn cần như này. Đấy, nhưng nó hơi thừa thãi nếu anh em đã lắp như này rồi. Đây, giảm giật độ hai lần như này thì không cần phải lắp ở ngọn nữa. Thì đấy là mình giới thiệu sơ qua cho anh em ba cách buộc thẻo câu đài cơ bản với các phụ kiện mà chúng ta có. Đấy. Và với ba cách khác nhau. Đây, cách đầu tiên này là không có giảm giật đâu. Cái đầu tiên là cách cơ bản nhất, anh em nào cũng buộc được và thông dụng rất, nhưng mà không có giảm giật. Còn ở cách thứ hai này là có giảm giật ở vòng cao su này, anh em nhìn rồi đấy. Và cách thứ ba này là có giảm giật ở cả thanh cuốn chì và vòng cao su ở thẻo câu. Thì anh em tùy anh em lựa chọn cách buộc nào cho phù hợp thì tùy anh em nhé. Mình giới thiệu cơ bản ba đường câu như vậy và ba cách buộc thẻo câu và trục câu giảm xóc giảm giật của câu đài nhá, và một vài phụ kiện mình đã nêu rồi. Anh em nào có nhu cầu về câu đài thì có thể tham khảo thêm video của mình. Đấy, một chút kinh nghiệm nhỏ nhỏ thôi. Và thẻo câu này anh em nhớ là buộc thẻo đôi này là một thẻo so le khoảng 2 đến 4 cm nhá. Khoảng 2 đến 4 cm. Chứ đừng có buộc song song đây này, ví dụ anh em buộc song song như này là hai lưỡi cùng thả xuống là cùng ngồi nhau. Nhưng anh em buộc so le này. Đấy, bao giờ nó cũng như này. Anh em nhìn chưa? Thì mồi nó sẽ rơi xuống nước là hai vị trí khác nhau. Khoảng cách khoảng tầm nếu mà tùy phụ thuộc thẻo câu là 5 đến 10 cm. Chúc anh em nghiên cứu và áp dụng các thẻo câu này vào thực tế một cách thành công. Cảm ơn các anh em đã theo dõi video. Chúc các anh em thành công.